Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành SG đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Plan with Zombie 2 nhá. Và nếu anh em nào thích video này, hãy lại cho mình một like cũng như là bình luận xuống phía dưới thì nó sẽ là cái động lực để mình ra thêm nhiều video và lộ mặt nhiều hơn nữa nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Vẫn là Thumb Progress và Poka. Poka. Lần này là sự kiện Poka anh em ạ. Tournament mới à? Thế thì ta sẽ phải có chiến thuật mới để review cho anh em xem một vài thứ nó gọi là hay ho xem nào. Xem nào. PBZ2 BatterZ để xem mình xem có những chuyện nào mới mới không. Một ngày trước. Đây rồi, đánh nhau với con boss ạ. Poka. Ok, Poka thì mình sao dạo này họ dùng cái nhiều cây sun vai ấy nhỉ? Dùng nhiều cái cây vãi trưởng luôn. Mà mình có đâu? Nếu không có thì tôi phải làm thế nào? Đây. Hình như sẽ có một cái chiến thuật nó phù hợp với chúng ta hơn. Đây, tôi có rồi anh em ạ. Ok. Xem nào, làm nào đây. Đấy, phối hợp. Mình nghĩ là sẽ có thể dùng được. Mình sẽ thử cái Butter Z nha anh em. Nhưng mà mình đang có một cái chuỗi trận thắng nó quá cao. Vì thế là mình sẽ thử nó ở trong cái phần là Practice nha anh em. Practice đâu nhỉ? Đây, Practice Room đây. Tatsuki tôi cần chơi này, hôm qua tôi lấy được 100 game rồi. Đây là có nhiệm vụ 100 game tiếp này. Đấy, đổi vàng ra game thì nó cũng dễ vác cả đạn thôi, không có gì quá khó cả. Ok, chúng ta sẵn sàng anh em. Rồi, let's go. Chiến thuật này nếu theo như trên mạng thì ta sẽ sử dụng đó chính là cây hành tím, củ hành tím, cây quạt gió. Cái quạt gió mình có thể Hurricane. Wow, 20.000, dã man, nhiều nhỉ? Năng vãi trưởng luôn anh em. Chúng ta sẽ sử dụng luôn đó chính là laser beam nha anh em. Laser đâu nhỉ? Laser của tôi đâu? Đây toàn đậu thôi. Laser đâu nhỉ? Laser như ở dưới. Fuck, đâu nhỉ? Trên à? Đây, laser rồi. Anh chàng siêu nhân. Squat và cây tạo ra săn. Mình không có xin vai nên ta sẽ dùng cây này. Rồi, chiến thuật sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng xem xét đây nha. Rồi, ok. Đầu tiên là sẽ là Poka. Poka của mình chỉ có level 1 thôi nên mình cũng không cần phải là quá ấy á. Đấy. Tại vì đặt thế này tại sao thì bia mộ sẽ đặt nó sẽ chạy dọc theo những cái hàng này anh em ạ. Vì thế không dùng cái khác đâu. Chỉ dùng cái này là hợp lý nhất thôi. Sau đó thì sẽ là phun những cái cây này ở phía sau thôi. Đấy, hỗ trợ cho mấy cái cây ở phía trước như thế này. Mình nghĩ là nó sẽ cực kỳ hợp lý luôn. Không có gì là ôi nhầm ấn nhầm nha. Đấy, xong rồi để mình xem chiến thuật nó kỹ lưỡng hơn là như thế nào. Squat sẽ được đặt ở trên. Ở phía trên thì vẫn có. Ok. Tập trung hàng giữa. Anh em tập trung hết ở hàng giữa. Ok. Rồi, mình biết cách chơi rồi anh em. Mình biết cách chơi của game này rồi. Let's rock thôi anh nhờ. Let's rock. Ok. Đấy, thấy chưa? À, bây giờ sẽ đặt nó ở đâu đó, một vài chỗ đâu đó đấy, ở phía trước, trước cửa này lúc nào cũng sẽ yêu cầu rồi. Săn thì rất là nhiều. Thoải mái đi bạn ơi. Cho hai cái này luôn để tía nó tiêu diệt luôn anh em ạ. Poka ở trên này đấy, giết nó đi đã, giết con kia đi đã. Tôi đang hết săn nhỉ, tôi đang khá là thiếu săn này. Squat này anh em, đâu rồi? Còn không? Đang hết săn. Nhục. Bây giờ làm nào? Poka đắt quá. Chưa làm được kiểu gì bây giờ. Đang ui rồi. Chết rồi. Chết rồi, nó đang tấn công kinh quá. Tấn công bạn ơi. Cho lùi lại cho bọn nào nó đang tiến vào đây. Ui, what the fuck, thằng nào nó hút hết cây của mình này. Chết rồi. Slow. Slow lại.
Con này là vỡ mồm. Con này là vỡ mồm rồi bạn ơi. Chúng ta bị hỏng hỏng khá nhiều chỗ rồi. Chúng ta đang bị hỏng khá nhiều. Xong rồi, quả này xong rồi. Quả này xong rồi. Không có săn ạ. Quả này vỡ mồm ơi. Giết 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 giết. Không có săn thì làm nào nhỉ? Không có luôn ạ. Dạo này không là là hết rồi. Đây rồi, đây rồi anh em ơi. Trời ơi, tôi bị đánh cho gần gần thua rồi nè. Mình được có hơn 1 triệu ạ. Không ăn thua lắm. Ôi, cũng được. Vẫn đang giải quyết được, vẫn đang giải quyết được một cái vài vấn đề. Nhưng mà hơi yếu, cây mình hơi yếu anh em ạ, nên đánh khó quá. Quét nào bạn ơi. Ơ nhưng mà boss chưa tới. Con zombie chưa tới. Ok. Thấy bây giờ hiện tại cây cối đang giết được con này 3 lần thì tốt. Vấn đề là có giết được không thôi. Vấn đề là có giết nổi không. Có giết nổi không bạn ê. Trời ơi. Bị slow trên này khá tốt này. Nhưng mà vấn đề là nó búp sức mạnh cho bọn này anh ạ. Nhưng mình không quan tâm lắm. Nó không còn quan tâm lắm tới cái. Ui dồi, hết sao hết pin, sao hết pin. Sao hết pin rồi. Hết, à đây 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 đây. Nhưng mà không kịp rồi anh em. Không kịp rồi. Tại vì con kia nó chạy rồi. Không kịp luôn. Chúng ta thiếu săn quá. À thiếu cái plant food quá. Bây giờ mới có. Bây giờ mới có thì không được rồi. Được có 1 triệu gần, 1 triệu 6, 1 triệu 7 thôi. Nói chung là cái trước lần này nó cũng rất là mệt anh em ạ. Nhưng mà không sao, chúng ta là kết hợp giữa những cái cây này với nhau và tạo ra những cái chiến thuật nó cũng khá là hay. Và bây giờ là sẽ phải bảo vệ cái hàng bon choy này. Lên đạn sẵn sàng và bảo vệ. Bảo vệ, bảo vệ và bảo vệ. Uầy. Tốc độ lên nè. Mà nó có lửa à? Có lửa đâu nhỉ? Không có lửa anh em ạ, sợ đếch gì bọn này. Không sợ chó. Con này thì nó yếu à. Có gì đâu. Đấm nào, đấm nào, đấm nào bạn ơi. Đấm nào bạn ơi. Bạn ơi, các bạn vào đây, các bạn ơi, đấm cho các bạn tung mồm lên. Đơn giản mà lại hiệu quả. Đơn giản như đan dầu. Có thể dễ vãi. Anh em ạ, thật sự dễ dễ. Chỉ có bon choy, bắp cải. Bắp cải xào, bắp cải xào. Cái này còn không có. Cái này còn không có cây lửa. Còn không có cái con nhảy từ đằng sau ra. Thì làm sao khó được mình. Ồ, con này khỏe. Con đấy khỏe. Công nhận con đấy là khá khỏe. Con nó đội cái nó có cái khiêng ở đây thì nó khá là trâu. Nhưng mà cũng chết rồi. Cũng chẳng phải là vấn đề gì quá lớn với chúng ta cả. Thật sự luôn. Mày nói thật sự mà nó không có gì vấn đề gì quá lớn cả. Đánh giám ỉa các kiểu. Ôi chỗ này mệt đấy nhá. Rồi bạn ơi. Vào đây nào, vào đây nào. Xì tốp lại hết. Đánh giám à. Và chết rất nhiều. Ok. Liên hoàn đấm. Đó, liên hoàn đấm. Ui ở chỗ này hơi phí nha. Chỗ này hơi phí đấy nha. Hơi phí rồi đấy. Nhưng không sao. Đóng băng lại. Ra thì mình không muốn chết nhân vật nào thôi chứ. Nếu mà chết thì nó lại hồi lại mà. Cũng không có vấn đề gì quá lớn đối với chúng ta cả. Wow, đông đấy. Nhanh tay hơn đi nào các bạn ơi. Nhanh tay hơn đi nào các bạn ơi. Nào, ở đâu đây. Ở đâu đây, chưa kịp tới. Hơi vội. Ở phía trên ạ, phía trên có rồi. Chết đi các bạn ơi. Các bạn vào là chết rồi. Ui dồi. Sởi đấm cho, úi dồi ôi. Mấy con nào đấm cho mẹ vỡ mồm. Mẹ tướng thằng một. Thằng nào láo nháo đấm cho túng mồm. Cherry bomb vào 1500 coin anh em ạ. Được. Nhìn chung là nó cũng không đến nỗi là quá là tệ hại cho lắm. Đánh này là hợp lý nhờ. Pinata party này, ít ra ngoài này. Để có thể làm vài thứ khác nhau. Ok, chúng ta đã xong nhiệm vụ ở đây. Chúng ta sẽ quay ra cái nhiệm vụ của Tatsuki đi anh em. Chỉ còn có một ngày thôi. Chúng ta sẽ cần lấy thêm 50 cái mảnh của cái Tatsuki. Tội gì mà không lấy nhỉ.
không lấy là quá phí phạm. Ok, ui Repeater, trời ơi, Repeater thì nó quá khỏe rồi, không phải nói đâu. Ok, để sẵn đây đi. Rồi, chúng ta đang có một vài thứ có thể bắn được. Cái này là sẽ bảo vệ hàng trên. Rồi đây anh em, mình nghĩ là cũng hợp lý nhỉ. Ở phía trên này. Hơi gần. Có lẽ tôi đặt hơi gần anh em ạ. Ok, lửa nè, trời ơi. Thách thức à? Thách thức mình và cái kết. Mà này không ăn không vào được. Đặt này hơi phí. Hơi lãng phí phạm một tí xíu nữa thôi không sao. Úi xôi ôi, thảm sát. Giết hết bọn này anh em ơi. Bọn này quá đơn giản của chúng ta rồi. Tại vì đây là căn bản nó là Tatsugut mà. Tatsugut sẽ phải đi với Tripeter thì chắc chắn rồi. Ngớ mũi nhỉ. Chết hết. Càn quét chết hết luôn ạ. Ôi may quá chưa kịp dùng cái tiền kia. Tại vì căn bản là tiền bây giờ nó rất là hiếm. Vàng bây giờ nó cũng đang. Bây giờ mình phải mua cái patch mới thì nó mình sẽ có tiền. Ok, thôi cái mai chơi nốt cái nhiệm vụ đi nha. Và rồi chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin chào và lại anh em nha. Bye bye.